Chữa cháy xong ra rồi con. Ghê không? Đây là ngày 7 tháng 6 nè. 17 tháng 6 năm 2020 nè, ghê không? Mình xăng đề bổng đầy đủ hai máy nha. 222,8 kW. Ghê không? Đây ngày sản xuất là năm 94 cái gì nè. Đề là chảy ngon con đầy đảm nè. Dầu nè, báo điện nè, báo bình luôn. Đã không? Đèn cái mỗi cái luôn nè. Ghê không? Đây là làm mát bằng gió, con dễ xài lắm nè, khỏi cần châm nước nè, nó làm mát bằng gió nè, gió làm mát với tông semi nè. Đây, hay là làm mát bằng gió rất tiện. Sambo Gai 5800 vòng trên phút. 35 mã lực hai máy. Ghê thiệt, này đẹp. Lâu lắm mới có con đẹp nè. Bình bổng luôn còn nguyên luôn. Đây. 35 mã lực TF35. 5800 vòng trên phút, 22,8 kW là 35 mã lực. Sản xuất là tháng ngày 30 tháng 9 năm 94. Ngày nhập về Việt Nam là ngày 7 tháng 6 2020, ghê không? Nó chát, chưa chạy mít sơn. Rồi có báo điện, báo nước, báo dầu đầy đủ nè. Có bình luôn. Đề rất nhẹ nha. Giờ không có nước nó không chảy lâu được. Làm mát bằng gió nè. Mới chát luôn. Chưa chạy miếng sơn luôn. Đẹp luôn nè. Shibugai 35 mã lực. Đây hai máy xăng mini nè. Con 17 ngựa, con 15 ngựa, con 20 ngựa đầy đủ nè. Hai máy nó lớn lắm. Đây. Đang xúc kịch xăng cho chạy. Đây. Ở đây. Đây con này đẹp nhất nách lần là 20 ngựa nè, một máy nè. Là mát bằng gió luôn. Đẹp không? Alo. Đúng rồi. Có anh. Có. Đẹp khủng khiếp luôn. Bấm đề em coi. Bấm đề em á. Quá nhảy luôn. Được rồi. Hoàn ốc ác còn inox 7 màu luôn. Con này nó vô phòng bỏ quên bỏ luôn nè. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Mua máy. Đẹp nhức nách luôn. Mới chát. Nó
mừng con chó đấy, mừng luôn mà quen nó mừng luôn. Chưa đi kem xe bay không à, để dành tấu cái lò đi. Chỗ con này gọi là cũng